lúc mới nghe hung tin. Ba của Thắm bị ung thư 2 tháng rồi. Con cũng mới biết vậy nè. Ung thư phổi đó. Anh Út ơi. Dìu ánh ra, đi. Lạnh ha anh? Lạnh. Trời ơi, ở trên đó nó áp máy, nóng gần chết luôn mà ổng còn. Trời ơi, cái áo này làm sao mà đủ ấm. Nè, đắp cái mền vô. Cho ấm, để là lạnh phổi. Cái mền này anh xài luôn nha. Cái gì vậy? Đợi đến lúc đó. Có gì để đắp luôn. Gì vậy? Đi mua hộp dịch sẵn đi. Chưa. Chưa đâu, từ mà 2 tháng lận. Mua hộp dịch bây giờ nó nở sao? Đây. Không, quấn cái khăn vô, quấn cái mền vô cho ấm. Uống trà nóng đi, trà nóng cho nó ấm phổi nha anh. Mày làm gì vậy? Cái phổi mình còn nặng không? Có khọt khè, khó thở gì không? Không. Không sao. Có gì thì nói để tụi tôi phụ không? Gì vậy? Đeo đi. Gì vậy? Đeo đi. Trời ơi, mồi mất tiền lắm nha mày. Đeo đi. Anh em mình có kiếp này, không có kiếp sau. Đeo đi. Gì vậy? Tôi nói không được. Thôi, ai lấy điện thoại anh đeo đâu của mày. Alo, Thắm à con. Giữ đi. Tự nhiên mày tặng tao một hồi luôn gì vậy? Tôi tặng cho anh đó. Không sớm thì muộn. Rồi tới lúc đó, đẩy vô. Rồi tôi lấy lại tôi đeo. Yên tâm. Trời, nói gì vậy? Thôi lỡ châu rồi thì cho luôn em mua cái mới. Chứ đeo rồi mua muốn ông về ông đầu thì sao? Dạ thôi vậy đó. Cái gì? Em xin lỗi Đúc với Lan. Nói chứ bữa giờ quán mình lỗ hoài. Một phần là do em á. Ủa tại sao vậy? Không, nhiều yếu tố lắm chứ không phải do anh đâu. Không, cái này em làm em biết mà. Mày không có tin phong thủy. Tại vì trong nhà có người sắp đi là nó xui. À, nó nặng cái phần áo. Thấy em, mỗi lần em đi mua đồ em hay ngắt bớt chút thôi. Trời đất ơi, quán đã ế rồi, bây giờ đi mua đồ cho quán mày còn ngắt nữa. Thôi, bây giờ. Giờ phút này còn nói vậy cho ông nặng phổi hả? Không phải, bây giờ em chưa có xài tới, em còn nguyên cái. Thôi em thấy vậy em. Anh đúng rồi. Tháng trước anh có mượn tôi 10 triệu. Mà tôi hỏi anh mượn làm gì anh không nói. Bây giờ thì tôi biết là chắc để lo thuốc thang. Anh có viết cái giấy nợ nè. Tôi bỏ hết. Không có nợ nần gì hết. Tôi chi ra hết luôn. Anh Út, anh không còn nợ ở trần gian này bất cứ thứ gì hết. Tôi thách anh không còn nợ gì hết. Sau khi biết được sự thật. Trời ơi, tôi tìm bạn nãy giờ. Nè thằng này nè. Đi đâu vậy? Đi đâu? Ba của bạn dưới quê á, là bị ung thư thời kỳ cuối, 2 tháng nữa chết rồi đó. Cái gì? Nó cái gì? Ba dưới quê là anh hai tôi đó hả? Dạ chú hai á. Khoan. Nó rối nùi vậy. Khoan đã. Ông này là cái gì? Bây giờ cái gia đình này là sao? Là bây giờ ông này là cái gì của con bé này? Ba con. Rồi ba con dưới quê là ai? Cũng là ba con. Hả? Ủa là sao anh nút đó tiếng đi. Ủa là sao chú hai? Đây, tôi có bỏ anh hai. Gia đình hai anh em, tôi là Út, ổng là anh hai. Thì ông Thắm là con của ảnh. Mà từ nhỏ tôi nuôi, tôi nắng, tôi thương nó. Tôi đem lên thành phố, tôi cho nó ăn học. Và tôi nuôi nó tới giờ luôn. Tôi hiểu ý rồi. Rồi bây giờ anh có thể im lặng nhìn tôi được không? Cái người bị bệnh ung thư gần chết là ba nào? Là ba ruột, là chú hai với quê. Có nghĩa là ông này không bệnh. Đây là chú Út. Không bệnh đúng không? Bệnh hay không sao con biết được. Oh yeah, ông này sống là được rồi. Rồi, chú được rồi. Ok. Vậy là mình khỏe rồi. Không, khỏe lắm, anh lỡ xé cái giấy nợ rồi. Mà ai kêu con lên đây để mà nói cái thông tin như vậy? Thì chú hai, ba của Thắm á. Trời, chú hai mày lớn mà chơi kì. Con nói dối đâu? Mày thương con Thắm. Rồi mày bịa ra câu chuyện này. Chứ không có anh hai nào mà kêu rồi nói ông bị bệnh sắp chết. Mày mê con Thắm lên mày dụ dỗ phải không? Đúng không? Không có, tại vì nè,
chú Hai nó thách con là tại vì con cũng nói là con thích Thắm á, mà giờ chú Hai kêu là giờ nó lâu rồi không về thăm tao, mày ngon mày đưa về thăm mày, tao cho mày quen. Trời ơi, trời ơi, ổng đẻ ra nó thôi, còn người nuôi là tao, ổng lấy quyền gì? Rồi rồi, vì cái chuyện mà ổng thách mày, mày tính là vu khống cho ổng bị ung thư hả? Trời ơi, mày biết gì mày, tao mất 3 triệu không hả? 3 triệu nhầm nhò gì, tao xé cái giấy nợ 10 triệu kìa. Chịu khó viết lại mang tờ giấy nợ kia, ông ơi, ông có giỡn gì được ông ơi, viết lại tờ giấy nợ. Tự nhiên mất 3 triệu. Cái gì mà giỡn không, kỳ cục. Ở đây thì chú biết đâu hả? Viết lại tờ giấy nợ đi chứ, bây giờ mà dán lại là chết luôn. Tao làm cái chuyện thương ghê ha.